Hello, chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình, channel Vô Tạc Jimmy. Ngày hôm nay thì cũng như mỗi ngày thôi, mình lại tiếp tục làm những clip cho các bạn. Và clip đầu tiên hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với series mở trái quỹ giúp cho hai bạn. Kèm theo đó thì cũng lưu ý là mong anh em sẽ ủng hộ cho những clip của mình. Sáng nay trời rất là lạnh và nó là khủng khiếp luôn. Mình đi ngoài đường mà phải nói là teo cả tơ rim. Không biết là anh em nào có teo tơ rim như mình hay không nhé. Mình thấy chỗ mình nó lạnh quá. Không biết ở ngoài Bắc thì sao chứ chỗ mình là thôi thua, ngoài Bắc chắc là khủng khiếp luôn á, không chạy nổi luôn. Rồi thì như thường lệ thôi, vẫn chúc anh em một ngày vui vẻ và xem clip của mình thì nhớ ủng hộ cho mình với hãy like video, đăng ký kênh, subscribe ủng hộ cho mình. Kèm theo đó thì những cái quảng cáo rất là nhiệt tình ủng hộ cho mình, giúp cho cái mục tiêu của mình sớm đạt được. Và mình cũng lưu ý luôn anh em, nếu có kích quảng cáo thì một quảng cáo anh em đừng kích nhiều lần nha. Một quảng cáo chúng ta nên kích khoảng 2 lần thôi. Còn những quảng cáo khác anh em phải kích tiếp. Chứ các bạn kích nhiều lần vô một quảng cáo nó cũng không có tính cho mình. Cho nên vừa mất thời gian của anh em mà mình cũng không được gì. Cho nên mình lưu ý như vậy. Đây. Bạn đầu tiên hôm nay mình sẽ mở trái quỹ cho hai bạn. Một clip này mình sẽ mở hai cho hai bạn. Bạn đầu tiên này là bạn Khang BTS gì đó phải không ta? Để mình coi lại tên nữa. Rồi ok, bạn Khang BTS có gửi nick cho mình, nhờ mình mở trái quỹ sao. Thì nick của bạn cũng chơi bên Jimmy nhớ bạn. Này là nick này bên Jimmy. Cấp 97 và lực chiến là 396k, là 400k đó. Mình làm tròn á. VIP là VIP 2, số tiền đã nạp vào là 50.000. Cấp thì cũng còn khá là khiêm tốn, lực chiến cũng vậy, khiêm tốn thôi anh em. Cái điều thì cứ từ từ, với cấp 97 mà bạn ấy đã có một sự nghiệp, gọi nó là danh hiệu Blackbeard và con bét là bét mũi khoan đi theo Iron Man 28 nữa. Trời ơi, cũng khá là đầu tư đấy. Và bây giờ mình sẽ đi truy tìm rác quỷ để mình mở cho bạn. Này, bạn có cái bí kíp gì đây? Bí kíp cài lại thiên phú. À, cái này là bí kíp để chúng ta cài lại tất cả các thiên phú mà chúng ta không cần nữa, để chúng ta có thể lấy tinh linh chúng ta nâng cho cái thiên phú mới. Ok, cái này thì khi nào rảnh mình sẽ có clip về tinh bàn. Còn bây giờ thì mình đi truy tìm rác quỷ đó. Wow, rác quỷ không có ở đây nha. Có vẻ như bạn ấy cất trong kho rồi. Mình sẽ vào kho mình truy lùng. Ok, lâu lắm rồi, cũng lâu lắm rồi mới trở lại series mở trắc quỷ. Đây, đây, đây rồi, trời ơi, núp ở đâu mình thoát được tay anh. Đây, cho nó ra đây nha bạn. Ở trong túi kho của bạn thì cũng có rất là nhiều đồ mà bạn không dùng được. Ví dụ như là những cái báu vật 100, cái này 100, 120. Đó, hai cái này thì các bạn, chúng ta phải chờ hoạt động mới có thể vô sử dụng được. Cái này là bản đồ kho báu diệt. Bạn có hai cái luôn, phê nha. Mình không có cái nào mới đau lòng hết nhá. Rồi một số thứ khác nữa như là tinh linh, cái này dùng để bồi dưỡng cái tinh linh. Còn mấy cái rương này thì bạn cũng có mạnh rương nè, mấy cái đồng đội đồ các kiểu rất nhiều. Rồi giờ mình sẽ sau nick cho các bạn, cho bạn luôn. Mặc dù là nick thì cũng trung bình thôi nhưng mà mình cũng sẽ sau. Wow, nhân vật chính rèn vũ khí 95 nha. Ngọc này là ngọc cấp 45%. Ồ, 45% rồi hả? Không biết sao bạn chưa đổi ngọc 7 sao đi ta. Đây, cấp 30 là chúng ta có thể đổi được rồi. Để mình coi bạn đổi được chưa. Ồ, có vẻ tích điểm của bạn chưa đủ. Chính xác rồi, chưa đủ. Chúng ta muốn đổi được cái viên này chúng ta cần tới 50k luôn các bạn. 50k tích điểm, bạn chỉ mới có 4k thôi. Hèn gì bạn ấy không đổi. Rồi, nhân vật chính là bạn ấy rèn khá đầu tư nha các bạn. Vũ khí là 95, nón cũng là 95, BB 95 và áo 95 luôn. Nói chung là rèn full đấy, full cấp. Hiện tại các bạn đang cấp 97 thì rèn được tới 95 thôi. Ok, tuyệt vời. Rồi tiếp theo bạn mang trái quỷ là trái côn trùng với lại trái dừng lại với khỉ. Rồi con shop bạn cũng có chơi nhưng mà bạn không có đầu tư như vật chính, cũng chưa rèn gì cả. Đó, ok, tiếp theo là Nami thì bạn cũng bình thường. Ồ, cũng cường quá, bạn chưa cường quá được đòn nhiều nè. Mới cường quá cũng 9 như thế này thì làm sao mà chơi, hay là thằng này bạn không chơi vậy, mình cũng không rõ nữa. Cái da. Rồi ok, cái da hình như bạn ấy không chơi sao mà mình thấy không có cường quá gì luôn. Đang chi lực chiến quá thấp. Rồi Zoro bạn rèn được cái nhẫn 90. Nhưng mà ngọc thì ngọc này là ngọc điểm của rất là cùi. Ok, ok được rồi. Mà mình cũng không biết là ở cấp độ của bạn nên có nên chơi ngọc phần trăm hay không nữa. Mình thấy nó không nên lắm luôn á. Để mình coi coi. Đầu tiên là thằng này, chúng ta tháo ra chúng ta sẽ bị trừ đi 5.600 điểm. 5.600 hả? Hôm nay mới cấp 12. Chúng ta tháo ra chúng ta bị trừ đi 900. Mà cấp 24 là sẽ lên được 1.800, 2.000 gì đó. Ok, 5.000. Ghê.
Được đấy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ giúp bạn mở chát quỷ nha. Nhưng mà đầu tiên để mình đánh đấu trường cho bạn nè. Ê, bạn xếp top 7 đấu trường chứ đâu phải vừa. Về đây các bạn. Rồi để mình coi thêm top 1 này, coi làm gì mà đứng top 1 này. Có cái gì mà đứng được top 1. Ok, là kiếm 1 triệu 2. Trời ơi. What, cái gì ghê vậy? Cấp 112 mà đã sở hữu một dòng vật công 3S rồi. Trời, cái gì vậy? Mình không biết gì đang xảy ra nữa. Rồi, cái này là chưa hacker nhân vật chính nha các bạn. Hacker nhân vật chính lên nữa thì chắc thanh niên lên 3S. 3S là có thể đấy. Rồi, thanh niên này nhờ được vậy là thanh niên này tẩy rất là nhiều vật công thiên phú. Các bạn thấy không? Đang là vật công thiên phú thôi. Còn bên đây thì tẩy full sức mạnh. Full sức mạnh. Giờ sức mạnh này cũng là sức mạnh phần trăm. Tẩy rất là ngon. Cho nên sức mạnh rất là cao. Kèm theo đó thì tẩy bên đây là full vật công thiên phú. Mà mình không biết tại sao mà lại ghê như vậy nữa. Sao mà có thể lên 3S được hay nhỉ? Mới cấp 112. Cho dù tẩy được hết cái này thì lần sau cũng có thể lên được. Mình cũng khâm phục đấy. Không biết là thanh niên còn sở hữu được nhiều cái gì hay không. À đây nè các bạn, thời trang nè. Thời trang ngon và cái thứ nhất cường hóa 20 luôn. Và công thiên phú của bạn ấy cộng thêm tới 0.0.133. Trời ơi. Quá mạnh. Kèm theo đó thì trang sức phòng bếp cửa rồi nhiều thứ lắm mà kiểm tra đây thì không có thấy được. Ok. Nè đấy, mình rất là khâm phục thanh niên này đấy. Rồi bây giờ mình sẽ đánh nè. Mình đánh với top top 5 thử coi. Top 5. Top 5 là cấp 98. Tên nhân vật là Cừu Non. Rồi mình sẽ đánh thử nha. Có biết có lấy được top 5 hay không? Vô đi. Rồi, nhân vật chính Yoro Nami khá giống mình. Chỉ khác mình là không có shop thôi. Rồi. Chuẩn bị chết đi. Trời ơi. Cái gì vậy? Mạnh dày đấy ca. Best nhân vật chính à. Trời ơi, Yoro nó cắt một cái shop mình trắng cay. Mày gì? Cái gì vậy? Tại sao không nhích xe ông máu là sao? What the hell? Thôi chịu. Ủa sao tôi xong rồi, xong rồi. Ui Yoro của tôi chết không kịp ngáp luôn các bạn ơi. Ui vật chính bao không chết một shop. Thôi ta bỏ. Chúng ta không nên lún sâu vào tội ác, lún sâu vào cái con đường thua cuộc vậy được. Rồi giờ mình khoe khoang cái đã. Ai hết sức tự hào là tôi chết. Tại sao khoe khoang? Tên nhân vật là, ủa đâu phải, tên nhân vật là ZAZ. Nhưng mà chỗ này không biết sao nó chia mất chữ Z. Mình tưởng tên nhân vật là ai chứ. Rồi để mình coi coi. Bây giờ nhân vật chính là được đầu tư nhất đúng không? Hiệu quả sát thương, hiệu quả trả lại và hiệu quả giảm sát thương. Vãi, bạn mang cái trái này làm gì? Cường quá lên cộng 3 nữa chứ. Tiếc vãi. Thôi giờ ok, các bạn xanh lớn hay là gì cũng được. Miễn là sao ra trái ngon cho bạn là được rồi. Hãy giúp cho cái bạn Khang BTS này được trái ngon nào. Umbrella Sibua. Niệm thần chú, câu thần chú. Câu thần chú là gì? What con nhỏ kỷ niệm đau thương quá khứ ùa về rồi. Tại sao lại xui như vậy? Trời ơi, quá khứ của mình đây mà các bạn. Hồi xưa đặt mình mở đầu tiên, cái trái đầu tiên 7 sao đầu tiên là cái con nhện luôn á. Chứng tỏ một điều là ặc của bạn này đang có gắn liền với mình và sẽ tương lai thì giống như mình sẽ có râu trắng các kiểu rất là mạnh. Rồi. Gửi một lời chia buồn sâu sắc đến bạn cũng như là một lời chúc mừng để bạn, vì bạn có thể có tương lai giống mình. Yeah. Cảm ơn bạn Khang BTS đã gửi ặc cho mình mở trang quậy. Mặc dù không có cái này cũng được chứ đâu phải vừa các bạn. Mang cái nhân vật chính là chuẩn luôn, không cần phải bàn cãi luôn. Thật. Đó, bạn cứ mở cái cột này rồi bạn mang cái con nhện cho mình. Tuyệt vời, không có gì chê được. Rồi ok. Cũng hơi buồn vì không ra trái ngon nhưng mà trái này cũng được thôi. Giờ không biết làm sao. Rồi cảm ơn bạn rất là nhiều đã gửi đặt cho mình sau nha. Anh em hãy like video cho mình, subscribe và cái quảng cáo nè. Bây giờ mình sẽ đến với bạn thứ hai. Hello anh em, mình đã quay trở lại và bạn thứ hai mình mở chất quỷ sẽ là bạn tên Facebook là Nguyễn Ngọc Thành Công. Wow, những cái tên là biết thành công rồi đó. Chứng tỏ là sự mở được cái ngon nè các bạn. Để không biết là trái quỷ của bạn còn hay không nữa, hay là bạn lại ngứa ngáy tay chân rồi bạn bật. Rồi xong, bay ra trái quỷ luôn. Mình không biết thế nào vậy, bây giờ mình sẽ truy cập vào. Bạn này chơi bên web vui tập trong online. Chơi bên server 1 Luffy. Tấn công liên tiếp thì không có gì cả. Cấp của bạn là 155 và lượt chiến là 1.5 triệu, gần 1.6 triệu rồi. VIP là VIP 5. Số tiền là nạp vào là không thấy số tiền nạp mà tại sao lại lên VIP 5? Mình vẫn đang không hiểu. Mình không hiểu tại sao. Rồi ok.
Tôi đòi của bạn rất là nhiều trái ác quỷ 6 sao luôn. Còn trái ác quỷ 7 sao của mình đâu? Tại sao không có? Bạn lại cất trong kho chăng? Bạn đang cưỡi con Beth Motobaro và có con bọ ánh sáng đi theo nữa bạn. Con bọ lấp lánh. Mình rất là muốn bắt bọ này về nuôi nhưng mà rất tiếc là chắc mình bắt nó giật điện mình chết luôn á. Các bạn thấy ở trên cái sừng của nó đang giật điện kìa. Đó, những tia sét của thần Thor đó. Không thể nào mà chối cãi được. Đây, trong kho có ai? Rồi, cái gì đây? Trái ác quỷ của mình đâu? Tại sao mình không thấy? Trời, không có. Thanh niên trôn mình nè. What? Vậy là thanh niên... Vậy hai đứa kia trôn kêu lên nhà chơi. Vậy là thanh niên đã mở rồi các bạn ơi. Mình bị trôn rồi, không có. Để coi bạn mở được cái gì. Wow. Bạn mới biết bạn mở chưa nữa. Ok, vẫn chưa thấy trái ác quỷ. Đây hả? Không phải, trên đây cơ bản mà. Chắc ở đây rồi bạn. Ủa không phải, cái này cộng 6 rồi nha. Cộng 6 thì chắc là lâu rồi chứ. Mình không biết là bạn mở được cái gì nữa. Anh nên tính troll mình nè. Ok, mình vẫn chưa biết là bạn mở được cái gì. Nhưng mà thôi ok, tạm thời thì cứ bỏ qua đi. Tại vì bây giờ không còn cái trái để mở rồi. Thật là cay cú. Rồi tuyệt vời. Mình sẽ tìm kỹ lại một lần nữa. Rồi mình chỉ thấy ba cái lồng chim thôi nha các bạn. Anh em nói chung là làm chứng cho mình vào ặc mà không có trác quỷ thì sao mà mình mở được. Có một cái gì trác quỷ. Trác quỷ thì làm cái gì. Thôi chịu, mình chịu. Mình xin chịu cuộc đời. Ok. Rồi cũng cảm ơn bạn rất là nhiều đã gửi ặc cho mình. Nói chung là mình sau cho bạn luôn nè. Về nhân vật chính thì đang còn xài cái BB65 là sao. Cây. Đây là đồ từ thời tiền sử đó các bạn. Rồi cái vũ khí cũng là rèn 95 luôn. Rồi cái nhẫn cũng là nhẫn là rèn 100. Nhẫn là rèn 100. Có cái dây chuyền rèn 90 nữa. Những đồng đội của bạn chơi bao gồm nhân vật chính Usopp Sura không chơi luôn nè. Nami cũng không chơi. Đây bạn chơi Baruch Sura. Và cái lại là cái BB tiền sử BB75. Chất lượng đỏ. Phẩm chất đỏ. Khó hiểu nhỉ. Bạn rèn khá là nhiều đồ mà không biết tại sao là cái BB này là chất lượng tiền sử. Ok. Tiếp theo là bạn chơi Jimbo Sura và cái BB này đã có tiến bộ là BB 110 đã rèn cam rồi, tuyệt vời. Ok, Bon Cốc Sura bạn có luôn, bạn không chơi. Rồi, cây Sura cũng tương tự, bạn cũng rèn phần thủ, rèn ma khí. Lao Sura. Cái ma khí rèn 120. 184%. Ma phòng xong lên 3S rồi. Yeah. Vậy là ghê rồi đó các bạn. Ai nói ra mình mở cho bạn nữa mà giờ bạn mở mất tiêu hay là bạn làm gì mất tiêu rồi mình cũng không hiểu. Hay là bạn gửi nhầm ặc cho mình, có gì mình sẽ liên hệ lại với bạn. Còn bây giờ mình đánh trận đấu trường ha. Cấp 155 cho nên giờ mình sẽ đánh với 150. Rồi, cấp 150. Cấp 150 là vừa rồi. Nhưng mà chính bên kia nhìn ghê vậy. Trời ơi, có cái gì trên đầu vậy? Bị sát thương chí mạng không chết. Vãi, có cái hiệu ứng này nữa hả? Mình không biết là hiệu ứng gì nhưng mà hiệu ứng lực sĩ. Hiệu ứng lực sĩ mình mới thấy lần đầu. Ôi trời, nhân vật chính mạnh vậy. Dù mèo của mình hình như chưa được đấm thì phải. Rồi mới vô nó bị chích xì ke rồi thì sao mà đấm. Rồi tem này thua rồi. Bên nó 4 đứa xưa ra, bên mình cũng 4 đứa xưa ra nhưng mà đẳng cấp quá khác biệt. Đừng có chích tao nữa. Chích thằng dù mèo mình hoài á. Dù mèo của nó yếu xèo à, đấm không xì nhé. Nhân vật chính của nó mới là chủ chốt kìa. Chết nhân vật chính mình luôn rồi. Trời ơi, thốn quá. Thôi thua rồi bạn ơi. Lao mình sao mà nó ghẻ dữ trời. Tôi đi trước mà không chích được xì ke nó mà bị nó chích ngược lại. Cái đẳng cấp xì ke đúng là khác biệt thiệt. Rồi ok. Ôi, Luffy này bị dính cái chiêu mỗi lượt rớt 25 nộ. Trời ơi là trời. Ừ, chích nó lại, chích nó lại. Vai thật. Chết đừng cây da. Chết đừng cây da thôi, không làm gì được hết. Kết giới lời rồng khi một giọt. Được 150k. Trời ơi, giảm tấn công nữa chứ. Chích xì ke đấy. Chích thành công nhưng mà rất tiếc là thất bại dùng Jibel rồi. Rồi, không bị dùng kỹ năng nổ nha em. Đấm mình chết luôn. Thôi thua các bạn ơi. Ủa. What. Cái mèo gì vậy. Ta sao lại thắng nhỉ. Không lẽ Jibel của mình trâu vậy phải sao. Ái chà ghê đấy. Được đấy, được đấy. Ui có cả thời trang luôn nè các bạn. Jibel có cả thời trang rồi nè, nghe chưa. Wow, cộng 5 lên là vật công thiên phú 0.05 luôn. 0.05.
mạnh đó các bạn, cái thời trang có vẻ mạnh đấy. Trời ơi, vậy mà bấy lâu nay mình không biết cày cuốc, cái này cộng thêm điểm cũng quá là ngon luôn nè. Phê, được rồi, thời gian tới mình sẽ cố gắng cày cuốc cái thời gian đó. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình, nếu thấy hay thì nhớ nhấn like, video, subscribe đăng ký kênh cho mình. Nói chung là ủng hộ cho mình những cái click quảng cáo nhiệt tình để giúp cho mình đạt được thật là nhiều mục tiêu trong cuộc sống cũng như là trong cái tháng này. Này, cảm ơn các bạn rất là nhiều và nhớ mình lưu ý nha, các bạn đừng có kích một cái mà nhiều lần quá, các bạn để dành kích những cái sau đi. Này, cảm ơn rất là nhiều các bạn, bye bye, chúc các bạn một ngày vui vẻ và ủng hộ cho clip của mình.